giờ trưa này mình sẽ đi câu cá để ăn bữa trưa. Đó. Cái hồ cá này rất là lớn luôn. Và chú Tư sẽ đi giám sát. Cái gì bể? Đâu có kiến đâu. Có kiến đâu. Con cá mà chúng tôi đã bắt được nè. Đó. Quá bự. Hơi phiên luôn. Con cá chê đó. À, nó bự còn hơn cái cánh tay của chú luôn hả? Ghê không? Này. Chuyên gia bắt cá của chú Tư. À, cái cần câu của chúng tôi là chế bằng cái cây chạm nha. Đó, cây chạm trong đây nè. Đó. Với là một cái ít mồi bán. Đó. Mồi bán là ruột gà. Ok. Đó. Bữa nay mùng 1 là mùng bạn mai mùng 1 giờ đi thả cá. Không sao. Sát sinh thôi mà. Bây giờ tao đi thả cá sáng giờ. Đây. Đây là bỏ xuống. Đó. Cái này được gọi là đó, mình chỉnh lại cái độ sáng nha. Đó. Quay cần câu lại thấy phái mua. Dạ. Đó. Má cá bự dữ. Cầm chân hết. Con nào bự được cũng bự cầm chân luôn. Thứ nào được gà vậy là. Đó, cái xô cá hồi nãy của mình nè, quá trời luôn ha. Wow. Vô đi. Ghê hả? Sai. Dạ, bóp cái đầu nó kính lại. Rồi. Đó. Ủa mẹ nay mẹ ăn no nê luôn. Cần câu vẫn nhốt câu. Rồi. Dạ. Đây là nó ở đây luôn thấy không? Thôi đem vô, đem vô. Rồi. Rồi, cần câu bây giờ đã kết thúc rồi, nhiều cá quá rồi. Chút xíu 1 phút 30 giây đổ mẹ lo mày ăn xỉu mày luôn. Câu gì? Cô cá chê, cá mày lớn ngày hôm nay câu gì? Thấy cái tạm kêu chặt cái tạm ở đây dây không đụng mà kêu chặt cái tạm con đụng mà thấy là giật cần chi vậy? Ủa mẹ câu đâu cái phút bao giây mới cá lấy đi không? Nó ăn xỉu luôn.